Khâm xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với hai kênh Nắng Mai TV và Hoa Đá Cao Nguyên. Ngày hôm nay thì là cũng phải nói các bác là sát Tết lắm rồi, anh em mình đã và đang chuẩn bị những món quà cuối cùng của các cô các bác đến với lại gia đình A Lúa. Hiện tại ở sau lưng Khâm đây, anh Công đã hỗ trợ Khâm trở lên trên đây thì cũng có khá là nhiều đồ, và ngày hôm nay anh em mình có lẽ sẽ triển khai và tổng kết những cái video ở trên xã của A Lúa. Đây ở đây là thôn Lùng Phủng của ba anh chị nhé, và có quà Lũ Anh, có quà Lũ Em và có quà của người dân ở bản. Này, anh em mình sẽ túc tắc làm việc và trong buổi ngày hôm nay sẽ cố gắng là xong xuôi. Bây giờ là để em trèo lên trên. Cái này chắc phải mở ra. Hôm nay đầu video thông tin với cô ba anh chị luôn là A Lúa sẽ có một món quà là một cái tủ lạnh, một cái bếp ga và nồi niêu song chảo. Tất cả đều mới tinh hết do cháu Khâm dùng số tiền quỹ của bà Báu ở Mỹ, bà gửi đến và sắm đồ cho nhà A Lúa của anh chị nhé. Bình ga này, này. Bếp ga. Này, lúa, bê cái này. Cẩn thận. Đĩa này của nhà Lũ Em. Nồi. Ok, cái này của Lũ Anh. Anh cất cái đĩa vào đây cho gọn. Em cứ thả đĩa. Đấy, còn tủ lạnh nữa anh. Ở trên này là quần áo từ thiện của tất cả cô bác anh chị đã quan tâm và gửi đến kênh của cháu Khâm nhé. Ngày hôm nay cháu Khâm sẽ tiến hành và phát cho bà con trên bản luôn. Còn gì nữa không Khâm? Để em xem một lượt xem có thiếu gì không. Chậu này của... Chậu này em sắm cho Lúa Em thôi. Thiếu. Cái này của Lúa Em. Được rồi, ok anh. Hiện tại là của Lũ Anh đấy, giá trị nhất rồi đấy, ở đây hết rồi. Bây giờ là anh em mình hỗ trợ nhau mang xuống, rồi là sẽ lắp ghép ở nhà bếp ba lúa luôn. Ok. Lũ Em đỡ chuyển xuống đi. Cái gì? Lúa. Hai anh em cái tủ này phải hai người khiêng nhá. Cẩn thận. Hai người khiêng đi. Đừng để va đập mạnh. Lúa vác bình ga đi. Em vác bình ga này đi. Cái bên này thì nó sẽ đầu này sẽ nặng hơn nhé. Đầu này có motor sẽ nặng hơn nhé. Đấy. Không đi kiểu đấy được lúa ơi. Em phải quay lưng lại, quay mặt về trước. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Rồi đi đi. Đấy em. Được không? Không thì ba người. Được không? Được, được không? Nào. Rồi đi đi. Một là thế. Ơi. Lúa ơi, bỏ xuống anh bảo. Rồi, thôi, cứ đi chắc là được. Cứ đi chắc là được. Còn nếu không thì một người gù cũng được. Ok, hộ em mang những cái đồ này xuống nữa. Xong chưa? Xong rồi chưa? Bây giờ có lẽ là em phải đánh xe ra để xe anh. Thank you.
chị Tao, chào chị Tao. Ôi ôi, chạy. Khổ, cái này là chỗ đi này, bên đi. Anh Công ơi, có lẽ là cho sang bên này. Để vị trí nào thôi? Đây, ở đây. Ôi rồi. Báo Mỹ Tiến này, dép đâu, dép. Tiến đi ra ngoài đi. Cho con ra ngoài đi, bảo Mỹ. Đúng rồi. Bảo vợ cho con ra ngoài đi. À bên này, không, anh không cần. Thằng Lúa, bỏ tay. Dây điện có đến không? Em bỏ cái này này, anh Lúa. Mấy cái này để ngổn ngang thế. Mang đi. Dọn đi chỗ khác để đi. Sát cái này ra tí đi. Không để sát đây. Đây để. Ồ, dây điện đến không anh? Sợ dây điện không đến không? Thoải mái mà. Thoải mái tớ. Có lẽ anh em mình cứ để 10-15 phút rồi cắm. Phải ít nhất là để cho nó khoảng tầm 15 đến 20 phút. 15-20 phút đi. Đỡ sộc ra. Thoải mái không? Dây điện, ok. Đấy. Sao cốc xếp lùm bùm ở đây thế? Con chưa mà. Để úp nó lên đây này. Lau bên vài mặt cả. Trên kia đi, úp trên kia cũng được. Đấy. Đầy đủ đồ hết rồi còn đâu. Đầy đủ đồ rồi. Lúa ơi, cái đũa này lần sau phải chống ngược lên nhá. Để cái đầu mà gắp thức ăn này phải cho nó quay ngửa lên. Ồ, nhiều thìa thế. Các bác cho à? Thì ăn, tự mua à? Người Mông thì thường thường là ăn dùng thìa nhiều, đũa ít lắm. Hôm nay là dọn sạch gọn gàng được như này là ok rồi. Đấy, một cái chặn bát rất là đẹp. À, bếp ga thì là mọi người hỗ trợ nhau cho vào đây luôn. Đuôi, bê cái này vào cái phòng kia. Khăn, anh Lúa ơi, lấy khăn về lau bàn đi nhé. Phải nói là anh em mình lúc nào lên A Lúa là cũng lên trong cái tình trạng là bất ngờ thôi. Món quà đến thì đến phải gói gần đến A Lúa thì không mới gọi điện thoại cho A Lúa. Hiện tại là giờ trưa các bác nhé. Bây giờ là vào thời điểm là đúng 12 giờ kém 5 phút. Đấy. Mì đâu rồi? Mì ơi! Đấy. Ngoài ra không còn... Còn mì này. Dùng cái số tiền vào mua sắm này, móc này, nhá. Đấy, móc phơi quần áo này, khăn sắm cho. Rồi là khăn mặt, đầy đủ hết. Khăn mặt là lược. Rồi là đấy, ở đây có chảo này. Bàn sáng, nồi. Này. Thôi được rồi. Đúng rồi, bảo này. Ok. Cái bếp ga công nghiệp của em cất lên trên cái phòng mà cái đấy của anh à? Cái này của chị dâu đi. Của chị dâu thì trả chị dâu đi. Trả chị dâu đi. Mượn từ bao giờ rồi? Thợ nhưng không bằng chủ đâu. Ok các bác nhá, một cái bộ bếp ga anh em mình đã test và sử dụng rất là ok đấy. Đấy. À mình ấn hơi sâu. Đấy. Mình ấn tay đấy. Hơi sâu. Cái này đồ mới, nhẹ tay thôi anh ạ. Các bác nhá, đây hoàn toàn là đồ mới 100% y nguyên hết nhá. Ở đây mua này có bếp ga đi riêng này,
dây van đi riêng, rồi là bếp bình ga, rồi là ga trong riêng. Đấy là tổng đất và các bác là như bộ của lúa em thôi, 1.500.000 đồng. Và chiếc tủ lạnh thì là vẫn ở khâm mua cửa hàng quen thuộc thôi, cửa hàng Lý Toan trước mà mua cho hai ông cháu với lại nhà lúa em ấy thì là 3 triệu, hình như là 3.600.000, thì là không nhiều việc quá, khoảng tiền cho đấy thôi. Và đợt này thì là gần Tết đấy, bác ấy là giảm cho 100.000 đấy, thì còn 150, giảm cho 150 là 3.450.000. Thì và Khâm sẽ tổng, tí nữa Khâm sẽ tổng cộng lại là cả nồi niêu xong chảo nữa. Sau này là để đá nhá. Để đá và cái thịt thà, thức ăn, thức uống mà bảo quản lâu thì sẽ cho túi bóng, gọi là bùa gọn vào, xong là để vào ngăn đá nhá. Khi nào ăn thì lấy ra, có thể là ăn hôm nay thì sẽ lấy ra hôm trước để xuống ngăn mát này. Đây. Dưới này thì để gọi là rau thịt ăn hàng ngày. Trẻ con không nên cho nó uống nước lạnh nữa. Vui đấy nhờ. Là chưa rồi. Đi đâu rồi? Là chưa. Nhớ mẹ xem nào. Bà có bảo Khâm là tìm một chiếc tủ lạnh là tiết kiệm điện năng thôi, nhưng mà tuy nhiên thì là thực sự là chiếc tủ lạnh còn phải do mình sử dụng là sử dụng như thế nào nữa, có mở nhiều hay mở ít, rồi là để mà nói tiết kiệm điện năng thì không nghĩ là các bạn tư vấn nói thẳng thôi, tiết kiệm thì nó cũng cái mức tiêu hao nó cũng như nhau hết thôi, nó không đáng bao nhiêu tiền cả, quan trọng thì là vẫn là lo người dùng nhiều đấy. Cái tủ lạnh thì nó bật đủ nhiệt là nó khác tự ngắt mà, nó lại không dùng điện nữa. Nếu mà cứ mở đi mở nhiều thì chắc chắn đấy là cái tủ lạnh này là hợp lý rồi. Với cái dung tích này thì là cũng hợp lý cho gia đình sử dụng rồi đấy. Lấy cái gì vào đây để kê thêm một tí chỗ này không? Cái chân này nó là chân nhựa. Bữa trước ấy thì là mua thì có bác, có một bác vào, bác bảo là thấy tủ lạnh chỗ bác thì giá rẻ hơn, nhưng tuy nhiên đối với các bác thì là nếu mà các bác nếu còn chương trình và các bác có thể liên hệ với Khâm, nếu Khâm mua thì có thể liên hệ với các bác mua được. Không đấy, được dày hơn tí, tùy vào từng vùng và vận chuyển công cán cái thứ. Ngày hôm nay thì anh Công anh Đức lên đây hỗ trợ anh em mình là cũng không lấy công cước gì cả đấy. Anh em mình cứ để khoảng 15-20 phút đi rồi cắm sau anh ạ. Lắp ráp đã xong. Ê, thông lúc qua này, đấy. Bếp mới hôm nay là nấu món gì đấy? Có con gà không nhỉ? Lúa nào về đây luôn nào? Đấy. Kê nốt vào đi. Ui, nhiều thế, dày thế. Hơi dày rồi đúng không? Bị kênh một tí à? Láng không phẳng nhỉ? Láng không phẳng à. Cái lấy cái xốp này à, lấy cái bên lấy cái này được không anh? Quả áo này, đây là chiếc tủ lạnh thứ ba mà kênh mang đến cho các hoàn cảnh đấy. Đợt đầu thì là cô giấu tên gửi đến là lũ em này, rồi là đến hai ông cháu này đấy. Và đây thì là của bà Báu và cộng đồng các bà nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Qua sự ủy thác của bà Báu đến Khâm thì là Khâm lại trích ra số tiền của các bà để mua sắm cho A Lúa đến cái Tết này được đầy đủ hơn đấy. Ok, đợi một tí nữa cắm điện. Bảo các con nhá, đừng mở nhá. Vì thực sự là các con anh thì sợ tiến ấy, nhất tiến là tiến nghịch, tiến mở ra là điện tốn nhiều hay ít là do mình mở. Hiểu chưa? Đấy. Rồi là thôi là không có việc gì thì các em bé không nên vào bếp nhá. Đấy. Bếp ga biết sử dụng rồi đúng không? Biết. Ok. Rồi là đây, thông tin mấy các bác anh chị luôn thì là
Những cái đồ này nó ghi giá hết ghi vào đây nhá. Chảo này 85.000 này. Đấy. Nồi này 50.000. Đúng rồi. Phần này bỏ cất. Nồi này 101. Đấy. Vào trong cái phòng. Khâm sẽ cộng luôn bởi vì nãy anh em mình đi chợ là ngoài việc mua cho lũ anh thì còn mua cả lũ em. Thì là đây. Hai chiếc khăn mặt là cho vợ chồng nhá. Đấy. Là khăn mặt này mỗi chiếc 25.000. Cái lược 10.000. Đấy. Để không cộng luôn số tiền của A Lúa là hôm nay mình chi tiêu cộng 5 khăn mặt 50.000 này cộng lược 10.000 là hôm nay anh em mình đã chi tiêu số tiền quỹ của bà Báu và cộng đồng nhà tâm của chỗ bà Báu là 5.355.000 đồng từ tủ lạnh này, bếp ga này, nồi niêu xoong chảo này. Đấy. Mua cho rồi sử dụng vệ sinh gọn gàng nhé. Những cái nồi đen xì xì của anh kia không cho lên bàn bếp ga này nấu nữa đâu nhé. Ở đây thì thưa các bác thì gia đình cũng không có nấu cái gì quá nhiều đâu. Thì là mua như này là tạm thời là sinh hoạt các bữa bình thường rồi. Đấy, cố gắng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhé. Đấy. 5.355.000 là bây giờ là Khâm sẽ trừ cái số tiền còn lại quỹ của bà Báu. Trước bà Báu là gửi tiền cho làm mua téc này, mua máy bơm này, mua dây điện này, mua ống nước này. Sau quá trình đấy thì còn thừa 2.600.000 thì là bà tiếp tục là bà gửi cho Khâm là 7.051.000 hay sao. Đúng rồi. Thì là số tiền ủng hộ A Lúa thì là 6 triệu để vào quỹ tiếp thì cộng vào cái khoản 2.600.000 thì là 8.600.000. 8.600.000 mà trừ đi 1.800.000 cái trạm bếp này các bác chị nhé. Thì là còn là 6.800.000 và hôm nay 6.800.000 trừ đi 5.355.000 nhỉ, là còn quỹ của bà Báu của kênh cháu Khâm còn 1.445.000. Có lẽ là số tiền quỹ này Khâm sẽ trao đổi trực tiếp bà luôn, và là cái thứ nhất. Cái thứ hai là số tiền còn thừa này sẽ anh em mình sẽ ra Tết anh em triển khai tiếp các công việc còn lại, bởi vì là thực sự các bác đang xem thời điểm hiện tại là chắc là cũng sát 30 Tết lắm rồi. Đấy, thì là cháu Khâm là video ngày hôm nay cuối năm âm lịch thì là nên mua những cái đồ dùng gia dụng. Đấy, bởi vì là bà Báu cũng bảo với Khâm là khi nào mà xong nhà bàn cửa các thứ thì nhờ Khâm là mua sắm cho, vì các bà bên đấy là cũng có thể là sẽ sốt ruột, sợ là khi mà gửi tiền về rồi cháu Khâm chưa triển khai được. Thì là mong các bà thông cảm thôi, cuối năm bận xong là không có việc gia đình nữa, cố ba anh chị Khâm sẽ không public lên đây. Và hôm nay anh em mình cố gắng sắp xếp phải vào giờ trưa đấy, giờ trưa đến với gia đình. Đấy là ok rồi anh Công nhỉ, cơ bản là ok, lắp ráp ok rồi. Hướng dẫn sử dụng nhé. Đấy. Tốt nhất là hướng dẫn lại một lần. Khi mà dùng ấy thì mở cái này ra. Còn không dùng thì khóa lại. An toàn là trên hết. Ga cháy nổ thì không đùa được đâu. Nên cứ cẩn thận, cứ lúc nào lồng hướng xong thì khóa nó vào. Vì nhà em còn có trẻ con nữa mà cái dây này nó chạy ngoài. Đấy, chỉ sợ các cháu nó cầm dao cầm kéo chọc vào đây mà nó dò ra. Trẻ con thì làm xong thì phải khó vào cái em phải dạy vợ em nhiều nhá. Bạc những cái việc này là lúc nào cũng phải ghi nhớ. Lần nào không phải anh em mình lên là cũng phải bắt làm đâu. Cái này là việc của bố mẹ phải làm cho con. Em không phải là anh em ruột hay là không phải bố mẹ của anh không bao giờ dặn suốt được những cái việc nhỏ này. Đấy, cái này chải tóc biết rồi cái gì. Chải tóc cho Tiến gọn gàng sạch sẽ nhá. Rồi là còn nhiều cái, hai bé Báu bé Tiến các bác gọi bí rất nhiều. Các bác hỏi không là có phải bé Báu bé Tiến không có quần áo giày dép hay không, mà lần nào anh em lên quay là cũng không thấy đi giày đi dép. Anh em mình lên là lúc nào cũng trong cái tình trạng là không báo trước nhiều đâu, bởi vì biết là thời điểm này gia đình A Lúa không đi làm ở đâu đâu. Một là lên bất ngờ để xem là anh sinh hoạt thế nào, anh có đi uống rượu say ở đâu hay không, rồi là có biết dọn dẹp nhà cửa hay không, con cái hay không. Đấy, thì là cái các bà cũng muốn gửi gắm đến, bởi vì là quần áo bé Tiên bé Báu em mang lên bao nhiêu lần rồi, không phải là ít. Đấy, các bác hay hỏi em lại tưởng là không tưởng lại Khâm không mang lên cho thì là chết dở. Thì đấy, Khâm mang lên cho rồi thì phải biết mà mặc cho con, nhớ chưa. Dặn không phải là lần đầu, dặn rất nhiều, mà còn gia đình không làm thì Khâm không biết nói nào cả. Nên là các bác rất là thông cảm, vì bé Báu bé Tiến là phải nói là những em bé trên bản được rất là nhiều quần áo của nhà tâm nhất đấy. Đấy,
Ok, anh vừa cắm điện rồi đúng không? Cắm. Tí nữa sẽ... Em lấy cái khay nước này để làm đá đặt vào đây để nó nuôi tủ. Để nuôi nó thì nó cũng mát thì nó chạy nó sẽ nhanh ngắt hơn. Vâng. Cái này mà mình không có để gì trong nhiều, mình cứ cắm lúc là nó khác tích nhiệt ở trong, nó không, đúng rồi, nó không nó kín mà nó không mất nhưng điện mà mình làm thêm mấy khay đá nữa thì lúc nào là nó cũng cái nhiệt độ nó cũng thấp ấy. Vâng. Đấy thì là nó chạy nó sẽ nhanh ngắt hơn. Vâng. Chế nào? Nó thế này, thế này. Đấy mặc cho con như thế có phải ấm cúng sạch sẽ không? À vậy đấy, lau khăn đi. Đấy. Nói là xinh gái thế này rồi. Thế lúc nào cũng phát huy như này xem nào đấy. Lên nào, khi nào lên ghi hình cũng đấy như này là vui ấm lòng rồi. Chả cần phải là anh làm được cái gì hơn đâu. Đấy, con cái sạch sẽ rồi là măn mặc ấm áp vào là vui lắm rồi. Cái này cái đồ điện này là làm xong đun xong là phải rút hẳn ở trên nguồn ra nhé. Đúng rồi, không cắm giang giờ như này đâu, trẻ con chạy. Lúc nào cũng phải cõng con thế này á. Dạ. Anh lúa. Sáu năm đuối. Hai vợ chồng đi chợ. Đuối em về lúc trong vừa gọi điện đuối em. Hai vợ chồng sáng nay đi chợ à? Sáu năm à, đi chợ. Hay mua được cái gì rồi? Đi mua hai bé viết cho hai đứa con. Hai đôi dép này đúng không? Thế bỏ tiền các bé hôm nào đi lấy được chưa? Đi lấy đường. Được rồi gì? Tiền về thì để làm cái gì? Tiền thì mua con để tết thì làm ma khô á? Ma khô cho ai? Làm mình thì người mong thì lấy tết thì nhà hàng số người nào bánh làm. Người nào bánh làm á? Vâng. Con lợn bao nhiêu tiền? Mua bé thôi. Đeo lên, tiền đeo nước vào. Mua lại nào 600. Nào 600 á? Thế con lợn của anh là bao nhiêu tiền? Hả? Thế tiền quỹ của con chẳng phải được 2 triệu à đúng không? Vâng. Thế tiêu vào hết chưa? Chưa. À. Để đủ mua một con lợn. Mua con lợn thì còn gì, mua chưa? Con lợn bảo 3 ngày lúc đi tìm. À. Tìm được thì đuổi em với... Tìm được thì đuổi em đưa về đây thì đuổi em phải mang tiền đi trả. Thế hôm nay là mua đôi con đôi dép thôi gì? Mua cái gì chưa? Mua thêm cái gì nữa chưa? Hai đứa con, một người một bộ quần áo. À, mua quần áo à? Vâng. Mua nước anh. Rồi, uống nước đi. Để nhà uống nước đó. Về cơ bản... Vợ lúc nào cũng phải mặc ấm cho cái tiến đi kìa. Vâng. Nhá, đeo giày, đeo dép này. Cả báo cũng thế thôi. Cõng ít thôi. Thực sự là cõng nhiều cũng không tốt. Rồi báo là thời điểm bây giờ là nó sẽ chuẩn bị là nó bò biết bò rồi, nó sẽ tập đi. Đấy, cõng nhiều là con sẽ không vận động được. Cả tiến á. Không phải là lúc nào khóc là không cõng lên đâu nhé. Không tốt. Các bà còn gọi cho em bảo là bảo vợ chồng lúa là đừng cõng con nữa. Đấy. Thật sự là các bà thì các bà cũng kinh qua nhiều rồi. Mấy đời con rồi là đời cháu các bà biết nhiều rồi. Các bà góp ý là đúng thôi. Đấy. Nó ngủ thì đặt nó xuống giường ấy. Bảo vợ. Cứ đặt đi, đặt 10 lần là khác quen thôi. Cứ bảo hôm nọ bảo là bước đầu nó không quen. Hôm nọ bảo đặt xuống thì nó dậy. Nhưng mà mình cũng không thể cõng suốt được, cõng này là mất một ngày rồi. Bây giờ mì thì yếu nữa, mì không làm được gì, cõng con nữa là mất việc. Kệ, bây giờ cõng kệ nó đi, nó chưa ngủ đâu. Cho nó bao giờ ngủ cho xuống sau, đấy. Mì chịu khó học tiếng Kinh đi nhá. Chọn được chất gì? Lắc đầu. Sao lại lắc đầu?
Vợ lũ em nó còn biết nói đấy, anh lũ đấy nhá. Cái này không phải là so sánh, cái này là khích lệ để mà tiến bộ thôi. Ừ. Tiếng kinh thì sau này có con gà đi cây rau cái cỏ mang đi bán thì nó dễ. Vâng. Phải va chạm tiếp xúc dần chứ. Bây giờ nhà có rồi, đầy đủ các thứ rồi. Dạ, uống đi, uống đi. Ra Tết là phát triển kinh tế rồi nhỉ. Vâng. Phải công nhận là gia đình A Lúa thì các bác nói là sang trang thì cũng đúng thật. Khi mà bây giờ hỏi nhá, có nhớ món quà nãy em có bảo là bà nào cho không? Tủ lạnh, bếp ga, nồi niêu xong chảo. Trước thì anh bảo là anh bảo là bà báo cho. Bà báo cái gì? Bà báo nhớ là tốt. Thế thôi, bà báo là cho rất nhiều. Đấy. Từ cái máy bơm, từ cuộn dây điện, từ cuộn ống nước, cái tét nước đấy, hiện hữu rất nhiều. Có thể là bà báo là người đại diện, và ở bên đó là bà cũng có cộng đồng các nhà hảo tâm, thì cháu Khâm muốn gửi một lời cảm ơn đến các bà đứng sau, các bà là không giấu tên đấy, và đặc biệt thì là chỗ bà báo là bà người đứng ra đại diện làm, thì cháu Khâm là cũng đã thông qua những cái khoản chi tiêu rồi đấy. Số tiền còn dư thì là hơn 1.400.000. Thì vẫn sẽ tiếp tục xin ý kiến của bà để xem cái kế hoạch chi tiêu như thế nào. Và chắc có lẽ là sau Tết anh em mình triển khai. Thời điểm này là sát Tết lắm rồi. Gia đình nào cũng rất là bận công việc. Mà bản thân cháu Khâm thì ngoài cái Tết ra thì còn phải có những cái công việc nó xảy ra, nó bất cập nữa. Thì là chuyện gia đình. Đấy. Thì thực sự là để mà lên được nhà A Lúa thì cũng phải sau Tết anh em mới triển khai được tiếp. Đấy. Còn trong Tết thì hy vọng là những ngày này anh em mình có thể sắp xếp công việc bớt để ghi hình cuộc sống cũng như là những video về vùng cao từ thiện, để Tết ít ra là anh em buổi tối anh em vẫn có thể phát được một tập vào lúc 7 giờ, bởi vì các bà các bác thật sự là rất quan tâm, và cũng có những comment các bà bảo là Tết này sợ là cháu Khâm rồi là các kênh như vùng cao đi làm không được từ thiện thì không quay được, thì các bà chán lắm, các bà bảo không có gì xem cũng là buồn, vì là cũng thật sự là cảm ơn những khán giả đã luôn yêu quý thôi. Đến giờ là video anh em cháu Khâm phát là nhận được sự quan tâm ủng hộ các bà, thế nên anh em mình rất là vui, kể cả của anh Công anh Đức nữa cũng vậy thôi. Khán giả thì rất là mến mộ anh em mình, thì anh em mình đang cố gắng làm sao là thời điểm này sẽ cố gắng đi quay, và đến thời điểm Tết thì ít nhiều là cũng có một video phát để mà các bà các bác yêu thương các bà và xem đấy. Ok, uống nước rồi là cảm ơn một lần nữa, cảm ơn đến bà báu và các nhà hảo tâm nhé. Đấy. Anh nhìn vào ống kính đi. Cháu là sẽ cả bà báu đã gửi món quà cho cháu. Cháu là cả bà báu. Chú bà báu luôn luôn mạnh khỏe nhé. Rồi. Tiền là biết rồi chứ. Món quà này giá trị lắm đấy. Có lẽ là chỉ sau đợt mua tét nước thôi. Cũng 5 triệu mấy. Vâng. Hơn 5 triệu mấy đấy. Thì những cái mua, khi mà đi mua những cái đồ này thưa với các bác thì là sẽ rất là nhạy cảm. Có những bác thì ví dụ như ở dưới kia nhá, có thể những đồ đạc này sẽ rẻ hơn anh ạ. Đấy. Và trong cái quá trình đi mua ấy, thưa các bác, cuối năm rất là bận. Cháu Khâm thì khởi cũng bận, Khâm đi mua đồ và cả sáng anh em mình tất bật. Đến thời điểm hiện tại là chưa có cái gì vào bụng. Cả sáng anh em mình ăn sáng xong là 8 giờ là cháu Khâm là xuống. Thứ nhất là vào rút tiền đó. Đông, mọi người đông, xếp hàng mười mấy người. May mà đến lượt mình cây nó vẫn còn tiền để mình rút tiền đi mua sắm. Ở vùng cao này thì thưa các bác, vào chợ thì là chỉ có chi tiền mặt thôi. Đấy, các cửa hàng điện máy thì có thể là chuyển khoản được, nhưng mà ngân hàng cuối năm lỗi rất nhiều, đặc biệt là ngân hàng nông nghiệp. Anh em mình sử dụng chủ yếu vùng cao này là anh em sử dụng nông nghiệp là không thể nào chuyển khoản được. Rồi đi mua, cũng may là anh Công cũng sắp xếp được công việc, và anh Công lại đánh xe ra hỗ trợ em Khâm là bốc tủ lạnh này, bốc bếp ga này,
Đấy, rồi nãy đầu video các bác có thấy là rất là nhiều hộp quần áo, hộp quà cáp của các cô các bác từ mọi miền gửi đến. Anh em mình trong ngày hôm nay sẽ triển khai công việc và phát cho bà con trên bản này luôn. Đấy, bởi vì bà con là rất là cần thiết. Đấy, nếu mà bà con không thiết tha, không cần thiết thì có lẽ anh em mình không dám mang đến đây phát đâu. Nhưng mà mỗi lần đến là bà con rất là hào hứng và mọi người lấy bằng hết luôn. Phải nói lấy bằng hết luôn. Đấy, nó là một cái điều anh em rất vui và anh em và tiếp tục là sẽ phát bản này. Đó. Không mời anh cơ đâu. Câu hỏi này hơi khó đúng không? Gạo em mua cho còn không? Bây giờ hỏi thật. Còn mà. Còn đúng không? Mà. Đấy. Thôi, cứ nấu cơm. Bà vừa nấu rồi. Thôi anh em cơm rồi. Vừa nấu rồi, mà các anh lạnh tí này, ăn tí cơm. Uống nước đã, anh em còn rất là nhiều việc. Bởi vì là đi làm như này thì thực sự là từ lúc đi làm những cái chương trình như này, khi mà các bác chưa biết đến nhiều thì không sao, nhưng mà các bác biết và các nhà hảo tâm tin tưởng đến rất nhiều thì với anh Công thì kênh em là lớn hơn một chút. Lớn thì không phải lớn mà là cái lan tỏa rộng hơn một chút thì là nhiều việc hơn. Đấy, thành ra là ban buổi sáng khi mà ăn sáng xong, công việc gia đình nữa, con nhỏ nữa, cũng phải 8 giờ mới xuất phát, bởi vì mùa hè thì giờ rất khác, mùa đông thì là trời lạnh hơn, thì cũng phải 8 giờ, 8 rưỡi mới bắt đầu là xuất phát. Và hành trình một ngày thì để mà quay được cho các bác 1-2 video, 2-30 phút thôi là nó phải mất thời gian của anh em mình quá giờ trưa đi, bởi vì còn đi đường nhá, rồi là xử lý những công việc, rồi là tất tật. Đấy, chiều anh em mình mới có mặt về nhà. Đấy, là buổi trưa là thường thường là sẽ phải ăn ở đường thôi. Đấy. Ok, uống nước rồi là có lẽ anh em mình cũng xin phép tạm dừng cái video thôi nha. Hôm nay là sẽ lên lúa em một chút nữa. Và video về quay ngày hôm nay thì có lẽ là sẽ tuần tự phát của bác anh chị nhé. Anh em mình nếu mà phát liên tục một tập thì mức độ công việc nó dày và thời gian lượng sẽ rất dài, và các bác sẽ vào các bác nhìn không xem video mà hơn tiếng là không ai muốn xem rồi. Đấy, thôi cảm ơn cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi, cảm ơn anh Công anh Đức hôm nay lại tiếp tục đồng hành với em. A Lúa, cảm ơn đến các anh một câu. Cả anh Công với anh Đức anh em nhé. Được rồi, ok. Một lần nữa cảm ơn đến Bà Báu và các nhà hảo tâm đã luôn luôn động viên, luôn luôn ủng hộ. Khâm sẽ tiếp tục triển khai công việc và những cái đồng tiền còn dư sẽ tiếp tục mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bà và các cô các bác. Đấy, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi ạ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của hai kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.